Rồi anh Đông ơi, mình giới thiệu địa chỉ vườn quen thuộc của mình luôn ha anh Đông. Dạ, em chào anh Phương. Dạ. Con xin chào toàn thể quý cô chú anh chị xem trên kênh đường miền Tây. Dạ. Thì hôm nay được sự yêu mến và tin tưởng của quý vị thì hôm nay con tiếp tục về một số cây mai tàn một cốt. Dạ. Nữa cho quý cô chú anh chị mình chơi Tết. Dạ. Địa chỉ quen thuộc của con ở ngã Ba Bình Nhánh, thuộc ở thành phố Tân An, tỉnh Long An. Dạ. Mong quý cô chú anh chị mình đón xem kênh và đăng ký kênh ủng hộ cũng như là theo dõi các clip bên con. Dạ. Rồi chọn được cây nào ưng ý thì ủng hộ giúp con xin chân thành cảm ơn. Rồi trước khi vô video mình báo với anh em rẻ không anh, để anh em tiện vô luôn hết clip luôn anh. Clip này cũng vẫn là clip chiên cho quý cô chú anh chị đã tin tưởng yêu mến con ở những clip trước. Dạ. Nên là clip này con cũng mong muốn là giao lưu giá thật là mềm nhất. Dạ. Có thể luôn. Rồi. Và phục vụ quý cô chú mình tận tình nhất có thể luôn. Rồi. Để mong muốn là cô chú mình cùng đồng hành với con cũng như là kênh cánh đồng miền Tây. Dạ. Để phục vụ quý cô chú lâu dài hơn. Cảm ơn. Dạ. Rồi, đầu tiên sẽ quay cho anh em cây mã số 1 cho anh em. Đây, một vòng lên cho anh em. Cái này chiều cao mình khoảng nhiêu anh Đông? Chiều cao trên 2 mét anh ạ. 2 mét, còn tán ngang anh? Ở ngang thì 2 mét trở lên luôn anh. Một cốt đi lên hết nha anh em. Tất cả đều là một cốt hết, xương tàn bắt như mơ luôn anh em ơi. Đây, vàng nút nè anh em. Để mình quay cận cho anh em tham khảo cái vàng nút rồi nha. Mấy cây này về mình dưỡng là mình chơi Tết được không hả anh Đông? Còn cả tháng nữa anh. Dạ. Rồi phía trong mình sẽ quay cho anh em nguyên cái dàn xương anh em coi nó bắt nè anh em. Đây nguyên cái dàn xương từ dưới lên trên nè anh em, thấy nó bắt đều hết trơn nha anh em. Tới đọt luôn anh em ơi. Dàn xương này đâu còn gì nữa để mà bàn cãi anh em ơi. Thân nó dặn anh em. Đây anh em thấy là thân nó dặn nha. Mấy cây này còn tơ cây hết anh Đông? Dạ cây từ 6 ra 6 đến 7 năm hết rồi anh ơi. Đây. Cây này anh em dưỡng ra cái bộ đế nó còn giữ nha anh em. Ảnh khai thác nhẹ thôi. Đây nó còn lan ra nữa nè. Cái này về anh em nào khéo tay sắp đế lại cái nữa là ngon. Tại chính vì anh em cũng nhiều khi cũng có tâm lý là muốn chơi Tết á. Dạ. Nên là mình chỉ bươi nhẹ cho anh em thấy cái đế dễ mua cây. Dạ. Thôi. Chứ còn phải giữ cái sức khỏe để cho anh em về chơi Tết. Cây này đóng cái bộ cái cọng rễ này khôn quá anh em. Nó gà cho ngay chỗ cái chân chịu á. Dạ đúng rồi. Rồi anh cho anh em xin nhẹ thông số luôn hả anh Đông? Dạ. Về phần hoành thì quý cô chú anh chị mình cứ yên tâm nha. Em đo em không quan trọng vấn đề hoành lớn nhỏ đâu. 37 hoành. Rồi cục đế luôn anh. Đã rồi mình tính khoảng 140 đi anh ạ. 140 rồi. Đây vàng xương nè anh em. Rồi lại cái bộ tàn cái nữa nha anh em. Tàn hết sảy luôn anh em ơi. Cây số 1A này là mình giao lưu với anh em giá sao hả anh Đông? Giá 9 triệu 500 ngàn anh. 9 triệu nha anh em. Rồi 9 triệu 500 ngàn. 9 triệu 500 ngàn. Dạ. Bao ship anh em 200 km nha. Clip này thì em đăng là clip 1A. Dạ. 1A nha quý cô chú. Rồi. Quý chú mình đặt cây hay xem cây thì báo rõ cho em là có A, có 1 nhá. Dạ. 1A. 1A. Rồi tiếp theo mã số 2 anh em. Cây này giá mềm anh em ơi. Anh em nào có hai cái điện thoại nhắn số điện thoại sẵn anh Đông nha. Chiều cao khoảng nhiêu anh Đông? Chiều cao khoảng 2,5 m anh ạ. 2,5 m, còn tán ngang nó khoảng nhiêu anh? Khoảng 2 m trở lên nha. Cái này là mình bao bông cho anh em bao nhiêu cánh hả anh Đông? Dạ em bao bông cho anh em là từ 5 tới 9 cánh anh. 5 cánh tới 9 cánh nha anh em. Bao bông cho anh em. Vàng đúc xịn sò luôn nha anh em. Từ dưới lên trên một cốt thẳng băng. Rồi cây này mình sẽ quay cho anh em cận nguyên cái cục đế này anh em. Cái này đế lớn nha anh em, anh Đông để nhẹ cái tay cho anh em hình dung được cái bộ đế luôn anh Đông. Đây nguyên cái bệ đế anh em. Cái này anh em trồng tương lai nó còn dính cái bộ đế nó dính nữa rồi, hoành nguyên cái khối đặc nha anh em. Đây, thân nó nè anh em. Thân dặn lắc nha anh em. Cốt cành đây, bắt như mơ luôn. Cái này anh em chơi Tết xong rồi mình có thể mình con tàn sâu sâu chứ mình dưỡng nguyên cái bộ tàn cho nó đặc rồi. Quá đẹp bộ đế này khỏi bàn cãi anh em ơi. Đế xè đều đẹp nha anh em. Đây, đây là nó đóng khối luôn anh em. Ngày xưa chắc em nghĩ cái lô là chắc người ta có làm đế rồi hả anh Đông? Lúc mà nhỏ người ta trồng á, ta có làm đế rồi hết. Cái cây mà ươm hột ra là người ta đã bắt đầu người ta sắp đế lại rồi. Dạ. Bắt đầu người ta mới xuống mô người ta trồng anh. Rồi mình cho anh em xin thông số luôn anh Đông ơi. Dạ. Để ra tới đây luôn anh em. 28 hoành. 28 hoành, rồi. Con đo xương cái lồi đế cho quý cô chú mình xem luôn nha. Nguyên khối đế đặt nha anh em. Lấy 130 đi, 130 mấy tí. 130. Rồi mình đo thử cái mình nó ra khoảng nhiêu hả anh Đông? Mình ra khoảng 34 từ 34. Rồi đây nè anh em, một cốt đi lên thẳng băng, xương tàn bắt cực kỳ đẹp luôn nha anh em. Cây này mình giao lưu giá làm sao anh Đông? Cây này em giao lưu với anh em giá 5 triệu 500 ngàn. 5 triệu 500 ngàn anh em. Anh em bỏ 5 triệu 500 ngàn mua gốc mai chơi, đâu còn đường nào nữa phản anh em ơi. 2A. Rồi gốc tiếp theo anh em. Một cốt đi lên thẳng băng anh em ơi. Xương tàn bắt kích kịch luôn nha. Nguyên cây tàn thông. Cây này chiều cao nó khoảng nhiêu anh Đông? Chiều cao là 4 mét. 4 mét, còn tán ngang khoảng nhiêu anh?
Trên 3 mét. Trên 3 mét ha anh. Đây, quay cho anh em một vòng nha. Cho diện tích hơi hẹp anh em cũng thông cảm nha. Dàn tàn anh em khỏi chê anh em ơi. Nguyên cái dàn tàn anh Đông đứng cho anh Đông giang cái tay thử cho anh em hình dung được cái bộ tàn luôn anh Đông. Đây anh em thấy nè, từ dưới lên trên nha. Rồi, dàn xương phía bên trong mình sẽ quay kỹ cho anh em tham khảo nha. Nguyên cái dàn xương nè anh em. Chung một lô này là từ 5 cánh 9 cánh không ha anh Đông? Dạ đúng rồi anh. Đây, một cốt lên thẳng băng anh em ơi, giót đọt luôn. Đây thì nó được cái bộ đế hơi bị đẹp nha. Từ đây nè anh em, nó dặn nó cuốn theo cái chiều kim đồng hồ anh em, mà dặn lắc đẹp nha. Phía dưới có đế đầy đủ, bốn bên đều có hết nha anh em, mình sẽ quay cận. Đây có giống cái đuôi anh em. Đây một vòng qua cho anh em xem nha. Bên trong có đế hết, cái này em để có đế đầy đủ để hết. Cho cuốn bầu cho nó khỏe cứng hơn, bên dạ. Về chồng cũng tiết kiệm sữa luôn. Rồi. Nó đẹp nó ngọt đấy. Đây từ dưới lên trên anh em, nguyên cái dàn xương đây. Rồi, mình đo thử thông số luôn khoảng nhiêu ha anh Đông. Khó đo. Dạ. Khó khúc trên luôn. Rồi. 42 hoành. 42 hoành nha anh em. Dạ, rồi. Khúc trên luôn, đo, khúc này, đo ngay chính đó. Giữa luôn nha anh em. Rồi. Ảnh đo cái đế đặt luôn nha anh em chứ không có đo ngoài nha. Rồi 140 đi anh ơi. Tính anh em 140. Nguyên cái nồi đế là 140 nha anh em. Cái này mình giao lưu với anh em giá sao anh Đông? Lưu với anh em giá 16 triệu 500 ngàn. 16 triệu 500 ngàn hả anh? Dạ. Rồi 16 triệu 500 ngàn anh em. Cho một cây tàn thông một cốt đưa lên. Quá đẹp cái cây này anh em ơi. Giá 16 triệu nha. Cây này là mã số mấy luôn anh Đông? Nói cho anh em biết luôn. 3A dạ. Phải không anh? 3A. Mã số là 3A nha anh em. Rồi tiếp theo mã số 4A anh em ơi. Chiều cao mình khoảng nhiêu anh? À, chiều cao với lại khoảng 2 mét rưỡi. 2 mét rưỡi 3 mét. Rồi tán ngang khoảng nhiêu anh Đông? Trên 2 mét rưỡi. Đây anh em quay cho anh em một vòng cái bộ tàn góc này. Rồi phía dưới mình sẽ quay cho anh em một vòng nha. Cái này nó đóng nguyên cục đế đặt anh em. Đây thân nó dặn nha anh em. Rồi sẽ quay hết cho anh em một vòng qua này. Anh Đông cho anh em xin nhẹ thông số luôn ông ơi. Rồi tại trí số 1 cho anh em. 35. Rồi mình đo cái cục đặt đó luôn anh. Em đo hai cái luôn cho anh em xem nào. Ngay cổ đế của nó 43. 43. Rồi. 63 ngay cổ. Cái này mình giao lưu với anh em giá sao anh Đông? Cái này em giao lưu với anh em giá 5 triệu rưỡi. 5 triệu rưỡi nha anh em. Đây, dàn nút có nút sẵn đầy đủ hết anh em. Anh em coi nguyên dàn nút có đóng nè. Cây này lãi lá ra nở bông la làng luôn anh em ơi. Quá trời nút luôn, dàn nút nụ rồi. Nhìn thấy tê tái luôn. Rồi góc tiếp theo anh em. Chiều cao mình khoảng nhiêu anh Đông? Chiều cao khoảng 3 mét anh. Còn tán ngang khoảng nhiêu anh Đông? Hiện tại bây giờ khoảng 2 mét. 2 mét. Đây nút nụ nè anh em. Em quay cho anh em xem mấy cái nút nụ nha. Nó đóng theo dọc theo cái cành nè anh em. Cái này chắc bông chùm hả anh Đông? Dạ bông chùm hết. Toàn bộ lô mai là bông chùm hết luôn anh. Bông chùm hết anh. Đây thì cho anh em xem cận mấy cái góc nha. Còn xương tàn anh em thấy bắt từ tên nó bắt dài xuống anh em thấy. Không có đấu đầu lân nha anh em. Đây một vòng xuống cho anh em xem nè. Rồi một vòng của cái bộ đế để anh em tham khảo chi tiết cái góc này nha. Đây anh em. Đế từ bên đây nó dài qua do cái thân nó dặn anh em, nằm nó lết nha. Đây. Rồi bắt đầu anh sẽ vô anh đo thông số cho anh em để anh em tham khảo cho nó dễ góc này luôn nha. Giá cực kỳ mềm nha anh em. Cái khúc này đo rất là lớn nha. Rồi mình không đo khúc đó đi anh em, mình đo đại lên cao luôn hết anh Đông. Đo ngay cổ nhỏ luôn. Rồi, ngay cổ nhỏ nhất nha anh em. Nhiều hả anh? 29 hoành. 29, nằm dưới chắc khoảng trên 30 là khỏe anh em ơi. Dạ. Rồi. Cái này là bầu được cái bầu là 55 nha. Cây này giao lưu giá sao anh Đông? 3 triệu anh. 3 triệu nha anh em. Dạ. Chỉ có 3 triệu thôi nha anh em. Rồi, anh em nào thích liên hệ với anh Đông nha. Quá rẻ luôn. Rồi, tiếp theo anh em. Cái này nồi đế cũng hơi bị đẹp cho anh em. Một cốt đi lên, thân hơi siêu nhẹ này mình về mình để cái cây vô nữa là nó thẳng băng anh em ơi. Cây này nút nụ thì anh em khỏi chê nha. Cái này là do cái bầu này đó. Dạ. Đứng bầu là đứng à. Cây dạ đúng rồi. Cây hơi nhẹ chứ. Do cái bầu đó đây. Dạ. Nặng quá. Đây, nút nè anh em, vàng nút nè anh em thấy vàng nút nè. Đây, vàng nút nè anh em. Dài hết tất cả các cành nhánh nè anh em thấy nút nè, nút nụ nè. Nút nụ thì khỏi chê rồi anh em ơi. Một cốt đi lên. Ai xương tàn nó bắt anh em, không có đấu đầu lân nha anh em. Rồi phía dưới mình sẽ quay cho anh em một vòng của cái góc này nha. Cái này mã số mấy vậy anh Đông? Cái này là A6 anh. A6 ha. Rồi anh em chốt cái A6 A5 thì ảnh bớt cho anh em chút xíu báo giá luôn nha. Cây này hai cây này anh em về chơi đồng thanh đồng thủ luôn nha. Cây này tương lai nó rễ nó ra nó còn dính vô đây nè anh em. Rồi mình cho anh em xin nhẹ thông số luôn ha anh Đông. 28 hoành. 28 hoành. Rồi cục đế luôn anh Đông ơi.
nhiêu anh? Khoảng 140 đi. Rồi 140 anh. Chiều dài con thú là 33. 33. Cây này mình giao lưu với anh em giá sao anh Đông? Cây này em giao lưu với anh em giá là 3,5 triệu. 3,5 triệu, anh em chốt hai ốc số 5 số 6 rồi số 5A 63 thì ảnh bớt cho anh em 6 triệu anh em ơi. Rồi. Rồi tiếp theo anh em, cây này chiều cao khoảng nhiêu anh Đông? Cây này chiều cao khoảng 3 mét mấy và 4 mét đây. Rồi. Đây, xương tàn anh em, bắt từ dưới lên trên. Đây anh em, nút nè anh em, khoái mấy dàn nút này quá trời luôn. Vòng qua anh em thấy nút rồi đóng từ dưới lên trên nha, đóng đều hết mấy cái nhánh nha nè. Đây nguyên cái dàn tàn ở đây. Rồi phía dưới mình sẽ quay cho anh em một vòng bộ đế nha. Cây này đế đẹp đều hết bốn bên hết nè anh em ơi. Một vòng qua cho anh em xem nha. Đây. Ở dưới như còn đế nữa anh Đông? Dạ, còn đấy em khai thác đến như đó rồi. Còn đây mới đến múi thôi mà. Dạ. Còn khai thác được. Cái này anh cho anh em xin nhẹ thông số luôn Đông ơi. Đây một vòng qua cho anh em xem hết nguyên cái nồi đế này cái nữa đi. Để anh vô anh đo thông số cho anh em xem luôn. Cây này nó dặn anh em, thân hơi sắn nhẹ nha. Ảnh đâu hoành là chuẩn anh em ơi, yên cứ yên tâm vô hoành. 33 hoành. Rồi cái nồi đế nhẹ luôn anh em ơi. Đây nè. Còn nữa nha anh em. 120 đi anh. 120. Cái này giao lưu giá sao anh Đông? Cái này giao lưu với anh em giá 3 triệu. 3 triệu anh em. Hỗ trợ ship cho anh em 100-200 km anh em cứ yên tâm, trong ngày có cây anh em ơi. Trong phạm vi 200 km trong ngày có cây. Cái cứ 7A nha. Dạ, mã số là 7A nha anh em. Rồi tiếp theo gốc 8A nha anh em, mã số là 8A. Nguyên cây tàn đào anh em ơi, nhìn bộ tàn cực kỳ đẹp luôn nha anh em. Nhỏ có vỏ. Đây, quay cho anh em một vòng bộ tàn. Nút nụ nè anh em, khá là nhiều anh em. Cái này nguyên cái dàn nút nè anh em, xuống là nhìn là tê tái luôn anh em ơi. Rồi mình sẽ quay cho anh em cận nguyên cái dàn xương bên trong nha anh em. Cái này thì ảnh không có tính xù xiết gì hết á, mình quay mình chỉ kỹ cho anh em tham khảo mấy cái điểm vậy thôi. Chứ không có tính xù, mình tính chơi trơn nha anh em. Đây quay cho anh em một vòng qua dài bên đây. Thân dài xuống nha, ở dưới rễ nó cũng có anh em. Đa số mình thấy mấy cây mà nó lên giống vậy, bông không có cây nào xấu nè. Rồi. Rồi ra xa cái nha anh em, cho anh em xem kỹ cái dàn tàn cái nữa. Tàn nó bắt cái như mà anh em lấy cái viết anh em vẽ nè, múa lượn. Rồi mình cho anh em xin nhẹ thông số luôn ha anh Đông. Đây. Ngay cái eo nha anh em, 34. Rồi. Sát dưới luôn anh. Sát cổ là 41. 41. Rồi. Đường kính bầu là 60. Cây 8A này mình giao lưu với anh em giá sao anh Đông? Giao lưu với anh em giá 8,5 triệu. 8,5 triệu nha anh em. Rồi, bao ship anh em 200 km. Giá khá là dễ chơi anh em ơi. Anh em bỏ 8,5 triệu ra mua cái gốc này về chơi khá xứng đáng anh em. Tiếp theo anh em, gốc 9A. Một cốt đi lên thẳng băng anh em ơi. Con nhẹ bộ tàn coi. Cái này chiều cao khoảng nhiêu anh Đông? Chiều cao bây giờ nó khoảng 2,5 mét. 2,5 mét. Đây nguyên cái bệ đế nè anh em ơi. Này ảnh xả hàng cho anh em về anh em nuôi lại cây nha anh em. Đây một vòng cho anh em tham khảo nguyên bộ đế nè, đế bung đều bốn mặt hết nha. Đây nó một lần nó nở ra chùm chùm bông vậy anh em. Có cái này sẵn luôn rồi anh em yên tâm nha. Bông chùm. Bông 5 cái 9 cánh anh Đông. Dạ. Đây, vòng qua nguyên cái bệ đế nè anh em. Đế bung đều hết nha anh em. Một cốt đi lên, thẳng băng. Rồi mình cho anh em xin nhẹ thông số luôn ha anh Đông. Nghe cái eo anh em, 31 thôi. Rồi 31 hoành, cục đế luôn anh Đông ơi. Đế thì hết cái bầu luôn á. Dạ. Cây này đế này em bứng em biết hết bầu luôn. Rồi tính em 150 thôi anh Đông ơi. 150 đi. Cây này nhanh gọn lẹ mình giao lưu với anh em giá sao anh Đông? Giá 5 triệu anh. 5 triệu anh em, bao ship anh em 200 km nha. Giá ra đi nhanh gọn lẹ. Cây khá là đẹp cây anh em ơi. Rồi tiếp theo mã số 10A anh em. Một cốt đi lên anh em ơi, thẳng băng. Xương tàn cây này bắt đẹp nha anh em. Chiều cao nó khoảng nhiêu anh Đông? Chiều cao cây này khoảng trên 2,5 mét. Trên 2,5 mét. Tán ngang khoảng nhiêu anh? Tán ngang 2 mét trở lên. 2 mét. Rồi. Đây anh em. Một cốt đi lên nha anh em. Rồi phía dưới mình sẽ quay cho anh em một vòng của cái bộ đế gốc này nha. Đây. Cái này có củ lỡ. Cái này anh Đông để bằng tay thử anh Đông. Đây nguyên cái bệ ta bệ đế nha anh em. Đây. Rồi sẽ quay cho anh em hết một vòng để anh em xem cho nó kỹ cái bộ đế gốc này nha. Này, bóng luôn này. Cực kỳ đẹp luôn. Cái này mình cho anh em xin nhẹ thông số luôn anh Đông ơi. Dạ. Gần rồi, mình đo cái cũ luôn anh. Ngay cũ đế nha anh em. Ngay cũ gần cổ luôn, ngay cổ luôn. 48. Rồi, cục đế luôn anh. 48 là chỉ tham khảo nha anh em, còn cái hoành ở trên là ba mấy anh em? 32. Rồi. 140. Cây 10A này mình giao lưu với anh em giá sao anh Đông? Giao lưu với anh em giá
3 triệu 500 ngàn. 3 triệu rưỡi anh em. Bao ship anh em 200 km, giá khá là dễ chơi anh em ơi.